Trước đây thì mình đã nghe nói về Cacao Chay rồi nhưng mà mình không có để ý. Cho đến khi mà mình tham dự cái Cacao Tour của Puratot, thì sau khi mà tham gia cái Cacao Tour, hiểu rõ được cái lợi ích của Cacao Chay mang lại cho người nông dân cũng như là cộng đồng, thì bên mình quyết định là chuyển toàn bộ những cái nguyên liệu đầu vào sang sử dụng hết 100% của Puratot. Sở dĩ Legendary lựa chọn Cacao Chay để theo đuổi, bởi vì theo bên mình á, thì Cacao Chay giúp ích cho cả ba bên, cả người nông dân, người nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng. Đối với người nông dân thì Cacao Chay hỗ trợ người nông dân về cây giống, rồi kỹ thuật canh tác, rồi và cái chương trình cộng thưởng cacao rất là tốt, nâng cao cái thu nhập của người nông dân. Rồi đối với những nhà sản xuất giống như là Puratot hay đối với bên mình, thì qua cái quá trình mà chăm sóc cây giống cũng như là qua cái quá trình lên men, thì cái nguồn nguyên liệu được bảo đảm về mặt chất lượng hơn, rồi về mặt chủng loại số lượng. Rồi đối với người tiêu dùng thì Cacao Chay mang lại các sản phẩm sô cô la có hương vị tốt hơn. Đối với nhân viên của mình, trong quá trình mà mình phỏng vấn, mình giữ được nhiều nhân viên, mình tuyển được nhiều nhân viên chất lượng. Cũng nhờ cái chương trình này, khi mà mình chia sẻ cái câu chuyện với họ, thì họ cũng cảm thấy là họ đang làm một cái việc rất là có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng.